anti là bình thường, và mình thấy cái chuyện đó hết sức là tích cực đối với bản thân những nghệ sĩ, để họ hiểu được cái định vị phân khúc khách hàng họ là ai, và quan trọng nhất họ biết họ là ai, để họ không bị cảm giác là ồ, chúng tôi đỉnh cao của mọi sản phẩm âm nhạc, đỉnh cao của cái thương hiệu và ai cũng phải thích. Cái điều đó không đúng. Có người thích thì phải có người chê, có người thích thì phải có người ghét, có người không thích thì mới có người thích, có người yêu thì bắt buộc phải có người ghét. Nó luôn luôn đồng hành song song mà. Cho nên là bài học nào nó cũng có giá trị hết. Nếu những người yêu thương mình càng nhiều thì cái áp lực của mình là phải làm cho những sản phẩm sau để họ còn tiếp tục yêu thương mình hơn. Còn những cái người không thích mình họ ra mặt luôn thì mình cũng phải hiểu là sản phẩm sau mình phải làm gì để có thể hoàn chỉnh mình hơn. Cái việc gì nó cũng có hai mặt hết, tích cực và tiêu cực. Quan trọng là các bạn đón nhận nó thế nào thôi.